Văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình, số 6 Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, thông báo về việc truyền chức linh mục. Kính gửi quý đức ông, quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh và anh chị em giáo hữu, giáo phận Thái Bình. Đức cha giáo phận và ban tư vấn quyết định tuyển chọn các thầy có tên sau đây lên chức linh mục vào ngày 16 tháng 11 năm 2024. Theo giáo luật điều 1051 triệt 2, ai thấy có điều gì ngăn trở cho việc chịu chức thánh thì buộc lương tâm phải trình ngay cho tòa giám mục hoặc cha xứ, cha quản nhiệm bằng văn thư có ký tên, địa chỉ và số điện thoại. Thời hạn để trình kể từ ngày đọc thông báo này, ngày 29 tháng 9 năm 2024 đến ngày 20 tháng 10 năm 2024. Dưới đây là danh sách các tiến chức. 1. Thầy Phó Tế Thomas Aquino Trần Văn Duân, sinh ngày 24 tháng 4 năm 1990, thuộc giáo xứ Hữu Vi, xã Nam Chính, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 2. Thầy Phó Tế Phêrô Đinh Quang Đệ, sinh ngày 5 tháng 4 năm 1987, thuộc giáo xứ Đông Thành, xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 3. Thầy Phó Tế Đa Minh Vũ Văn Độc, sinh ngày 30 tháng 11 năm 1991, thuộc giáo xứ Giáo Nghĩa, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. 4. Thầy Du Xe Phạm Văn Giáo, sinh ngày 23 tháng 2 năm 1991, thuộc giáo xứ Thượng Phúc, xã Thủy Sơn, huyện Thái Thủy, tỉnh Thái Bình. 5. Thầy Phó Tế Mikae Trương Văn Hậu, sinh ngày 20 tháng 9 năm 1989, thuộc giáo xứ Minh Châu, xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 6. Thầy Phó Tế Phêrô Phạm Văn Hùng, sinh ngày 7 tháng 9 năm 1988, thuộc giáo xứ Trung Đồng, xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 7. Thầy Phó Tế Du Xe Đinh Văn Hưởng, sinh ngày 23 tháng 2 năm 1991, thuộc giáo xứ Truyền Tin, xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. 8. Thầy Phó Tế Du Xe Nguyễn Văn Khẩn, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1988, thuộc giáo xứ Truyền Tin, xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. 9. Thầy Phó Tế Phêrô Dũng Đinh Văn Long, sinh ngày 10 tháng 7 năm 1988, thuộc giáo xứ Đông Phú, xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 10. Thầy Phó Tế Phêrô Nguyễn Văn Nhật, sinh ngày 8 tháng 5 năm 1987, thuộc giáo xứ Lập Trại, xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 11. Thầy Phó Tế Vinh Sơn Hoàng Văn Phận, sinh ngày 10 tháng 7 năm 1988, thuộc giáo xứ An Lập, xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 12. Thầy Phó Tế Joachim Đỗ Văn Phú, sinh ngày 3 tháng 2 năm 1989, thuộc giáo xứ Nguyệt Lãng, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. 13. Thầy Phó Tế Gioan Bautista Hoàng Văn Sơn, sinh ngày 22 tháng 10 năm 1987, thuộc giáo xứ Phương Xá, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 14. Thầy Phó Tế Đa Minh Phạm Liên Thanh, sinh ngày 3 tháng 4 năm 1982, thuộc giáo xứ Hoàng Xá, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. 15. Thầy Phó Tế Du Xe Trương Văn Thiện, sinh ngày 5 tháng 12 năm 1979, thuộc giáo xứ An Lập, xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 16. Thầy Phó Tế Gioan Bautista Nguyễn Văn Phủ,
sinh ngày mùng 5 tháng 9 năm 1990, thuộc giáo họ Cam Lai, giáo xứ Lương Điền, xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 17. Thầy Phó Tế Vinh Sơn Phạm Văn Thuận, sinh ngày 19 tháng 9 năm 1991, thuộc giáo xứ Thanh Minh, xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 18. Thầy Phó Tế Doan Đặng Ngọc Toản, sinh ngày 1 tháng 3 năm 1989, thuộc giáo xứ Thọ Sở, xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. 19. Thầy Phó Tế Đa Minh Nguyễn Văn Tuân, sinh ngày 28 tháng 8 năm 1989, thuộc giáo xứ Đại Điền, xã An Phú, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. 20. Thầy Phó Tế Du Xe Nguyễn Quang Tuyên, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1989, thuộc giáo xứ Phục Lễ, xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. 21. Thầy Phó Tế Francisco Xavier Trần Văn Tuyên, sinh ngày 17 tháng 9 năm 1991, thuộc giáo xứ Cao Mại, xã Minh Quang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. 22. Thầy Phó Tế Du Xe Nguyễn Quang Tuyền, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1989, thuộc giáo xứ Quân Trạch, xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 23. Thầy Phó Tế Đa Minh Nguyễn Văn Phịnh, sinh ngày 16 tháng 6 năm 1989, thuộc giáo họ Thọ Lộc, giáo xứ Nguyệt Lãng, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. 24. Thầy Phó Tế An Tôn Nguyễn Văn Khiên, sinh ngày 28 tháng 2 năm 1972, thuộc giáo xứ An Lập, xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Rao ba lần tại các nhà thờ giáo xứ, giáo họ trong giáo phận vào các ngày Chủ nhật: 1. Chủ nhật 26 thường niên, ngày 29 tháng 9 năm 2024. Lần 2, Chủ nhật 27 thường niên, ngày 6 tháng 10 năm 2024. Lần 3, Chủ nhật 28 thường niên, ngày 13 tháng 10 năm 2024. Xin quý đức ông, quý cha và anh chị em cầu nguyện cho các thầy sốt sáng chuẩn bị tâm hồn, xứng đáng lãnh nhận hồng ân cao quý này. Tòa Giám mục Thái Bình ngày 28 tháng 9 năm 2024, Linh mục Gioan Chu Văn Yên, Chánh văn phòng Tòa Giám mục.